Đây là thành phẩm của món trứng vịt nướng muối ớt mình vừa làm xong ạ. Trứng vịt lộn ạ, nướng muối ớt mình vừa làm xong. Bây giờ các bạn cùng vào bếp để làm với mình cái món ăn ngon như thế này. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái công thức để làm món trứng vịt lộn nướng muối ớt nhé. Cách này thì rất là đơn giản thôi, ai cũng làm được nhé. Nguyên liệu thì các bạn dùng cho mình này. Trứng vịt lộn đây mình dùng 5 quả này. Muối này, ớt này, hành tím này. Hành hành tím phi này, hành lá này, đậu phộng rang này và một ít tương ớt nữa. Để cho giảm bớt cái độ mặn thì các bạn có thể cho mình thêm một ít đường nữa vào nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nạp và muốn cay thêm cho ít tiêu. Và khi ăn thì các bạn ăn kèm với rau rau răm nhé. Và vắt thêm một ít nước cốt chanh khi ăn kèm. Trước tiên là các bạn sẽ luộc trứng cho mình trước. Luộc trứng cho nó chín, luộc trứng khoảng 10 phút. Nó sủi 7 phút và tổng thời gian luộc là khoảng 10 phút để trứng chín. Sau đó mình sẽ đập trứng ra và mình làm các loại nước sốt để dưới lên nhé. Rồi mới đi nướng nhé. Các bạn cho nước ngập như này nhé. Và các bạn cho mình một chút muối để nó không bị vỡ vỏ nhé. Và các bạn khi nước nó sủi thì các bạn luộc cho mình 7 phút nhé. Mình chỉ cần trứng nó chín khoảng 80% thôi. Để khi mà mình nướng ấy thì nó sẽ chín nốt cái phần còn lại, nó sẽ không bị khô trứng nhé. Cho mình một chút muối vào để nó không bị vỡ vỏ trứng nhé. Và đậy vung lại và luộc cho mình 7 phút. Khi lúc nước nó bắt đầu sủi thì cho luộc 7 phút với lửa nhỏ thôi nhé. Và sau đó mình sẽ đập ra và mình cho các loại nước sốt lên. Và trong khi chờ đợi trứng được thì mình sẽ đi làm các loại nước sốt nhé. Đây là cái chảo mà mình vừa để làm hành phi ấy. Hành phi thì mình có video hướng dẫn rồi, các bạn có thể xem lại nhé. Cái chảo này thì các bạn cho mình một chút đường vào, khoảng một thìa đầy cà phê đường vào, một chút muối, khoảng 1/2 thìa cà phê đầy muối. Vì tương ớt nó cũng đặn rồi nên mình không cần cho muối nhiều quá. Tương ớt các bạn cho mình một thìa ăn phở này nhé, để tạo cái màu đẹp đấy. Hôm nay mình không cho ớt khô nhé, vì cho ớt khô vào nó sẽ cay quá. Mình chỉ cắt một ít ớt tươi vào thôi. Các bạn bỏ hạt đi, cắt cho mình một chút ớt tươi nữa vào. Hành lá thì các bạn chỉ cắt một ít ở đầu hành thôi. Còn cái phần thân hành thì tí nữa mình làm mỡ hành để mình dưới lên xong. Một chút nước mắm, một chút bột ngọt và 3 thìa ăn phở nước lọc nữa. Nước mắm 1 thìa cà phê đầy. Một phần 3 thìa cà phê bột ngọt. Ba thìa ăn phở nước lọc. Tiêu thì tí nữa mình rắc lên sau nhé. Hành phi với cả mỡ hành thì mình cũng cho lên sau nhé. Và bây giờ mình sẽ đi nấu cái hỗn hợp này để tạo thành một cái hỗn hợp sền sệt nhé. Để tí nữa mình sẽ dưới lên gà, dưới lên trứng vịt lộn. Giờ mình chỉ cần đun sủi cái hỗn hợp này nhé, để cho nó bay bớt hơi nước đi và nó thành một cái hỗn hợp nó sền sệt lại một chút là được nhé. Để dùng cái hỗn hợp này để mình dưới lên trứng.
Làm theo cái công thức này của mình nó rất là đơn giản đấy, ai cũng làm được nhé. Chanh hoặc quất thì tí nữa các bạn khi mà xong các bạn vắt lên sau nhé, đừng cho sớm quá, cho sớm quá nó sẽ bị đắng ấy. Bạn cho sủi kỹ một chút khoảng 2 đến 3 phút rồi sau đó mình tắt bếp là được. Đấy, để nó thành viên hỗn hợp sền sệt như vậy thôi. Mình sẽ tắt bếp lại nhé. Và bây giờ mình sẽ đi mình làm cái mỡ hành đã. Đây các bạn sẽ có một cái hỗn hợp sền sệt như vậy, không cần nhiều, nó chỉ cần như vậy thôi để mình dưới chân lên mấy cái đĩa trứng là được, chén trứng. Rửa sạch sảo và các bạn cho một chút dầu ăn vào, các bạn cắt hết cái phần hành vào, hành lá, sau đó các bạn đảo đều lên. Các bạn đảo đều lên là mình đã có cái phần mỡ hành để mình dưới lên trứng để khi mà mình nướng. Cách này vô cùng đơn giản nhé. Các bạn nướng thang hoa hay là nướng bằng bếp hồng ngoại giống mình đều được nhé. Được, tắt bếp luôn nhé. Chỉ cần dầu nó sôi lên là được mà. Mình có cái phần mỡ hành rồi. Bây giờ mình đập trứng vào chén rồi mình mang đi mình nướng trên bếp hồng ngoại. Đặt cái thay của bếp hồng ngoại lên như này nhá, trứng lên nhá. Cái trứng bị vỡ hơi long ra một chút nhưng không sao cả. Và bây giờ các bạn phết và các bạn cho mình lấy một cái những cái chén lấy những cái cốc ấy, nó dày một chút như vậy nhé. Và bây giờ các bạn sẽ cho từng chén hoặc là cái đĩa cái bát dày một chút như vậy thì các bạn cho nhé. Nước sốt muối ớt này. Nóng rồi thì các bạn cho vừa để cho nó từ từ nhé, nó sủi từ từ nhé. Trong khi chờ đợi thì các bạn đi đập cho mình đi giã cho mình một ít lạc rang nhé. Và tí nữa mình cho lên nhé. Đây nó đang chuẩn bị sủi như này rồi nhé. Các bạn thỉnh thoảng các bạn giật cái quả trứng đi để cho nó ngấm. Và các bạn cứ để cho nó sủi như này một lúc khoảng 10 phút để cho nó vừa chín thêm trứng và nó lại ngấm vào. Các bạn thấy không, nó đang sủi. Với chén nhỏ thì các bạn dùng một quả, chén to thì mình dùng hai quả như vậy. Khi mà mình không thể ra quán ăn được ấy, mình không có thời gian ấy, thì cuối tuần các bạn có thể làm những cái món như thế này các bạn thưởng thức nhé, vừa lạ miệng vừa ngon ấy. Mình thả cắt lật cái quả trứng cho mình. Các bạn rắc cho mình một chút tiêu nhé. Bây giờ rắc tiêu được rồi cho nó thơm. Vì nướng ở nhiệt độ vừa như này tiêu nó sẽ không bị mất mùi ấy.
còn lớn nhiệt độ cao thì sẽ tiêu mất mùi. Thỉnh thoảng cứ lật nhé để cho nó ngấm nhé. Trứng thì nó nhanh chín các bạn vì mình đã luộc rồi ấy. Thêm một chút nữa, mình thích nước nó đặc hơn nên mình nướng thêm một chút nữa cho nước nó đặc hơn, và sau đó mình cho hành thơm, đậu phộng rang, hành, mỡ hành lên. Và khi ăn thì các bạn tùy theo sở thích, các bạn dưới cho mình thêm một ít nước cốt chanh hoặc nước cốt quất và ăn kèm mà rau răm nhé. Khi mà nó cái nước nó cũng sền sệt lại như này rồi nhé, thì các bạn cho nguyên liệu khác còn vào cho mình, cho nhiều một chút nhé. Đậu phộng này ăn cùng nó rất là hợp ấy, các bạn cho nhiều một chút nhé. Đậu phộng hay là lạc rang ấy, nhiều một chút. Hành phi thì không thể thiếu chứ. Mỡ hành các bạn dưới lên trên như này là xong rồi đấy. Còn khi ăn thì các bạn vắt thêm một chút quất, một chút hoặc một ít chanh và ăn kèm với. Với rau răm. Và thích ăn thêm tiêu, thêm ớt thì các bạn có thể ăn thêm nhé. Còn làm thì như đơn giản như vậy thôi. Cái mỡ hành cho lên trên một chút cho nó ngậy ngậy nhé. Vậy là mình đã chia sẻ xong công thức để làm trứng nướng muối ớt rồi, cực kỳ ngon và hấp dẫn ấy. Cách làm thì vô cùng đơn giản, các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.